Ca khúc đầu tiên Tuyết Mai xin gửi đến tất cả các bạn trẻ là một lời nhắn nhủ rất đơn sơ và giản dị thôi. Hãy tin tưởng nơi Chúa. Chỉ một lời nhắn nhủ đơn sơ vậy thôi. Ca khúc được mang tên Sống Ý Chúa Trong Hiện Tại của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến. Xin mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể các bạn cùng nghe. Sáng bóng đêm mù khơi, đường dài phía trước sẽ có bao nhiêu đổi thay. Không biết ra sao mai này, đau khổ hay niềm hạnh phúc. Ngày từng ngày hôm nay, mỗi phút giây trong đời ta, dù gặp bao sóng gió, hãy vững bước đi theo đường Chúa. Nguyện người nâng đỡ, thánh hóa ta trong tình yêu, thánh hóa ta trong tin cậy, thánh hóa ta trong sự thật. Sống Ý Chúa phút giây hiện tại, hãy tin thác vâng theo lời Người, Người sẽ dẫn đưa ta đi trên con đường hy vọng. Hãy tin tưởng nơi Chúa, Chúa sẽ dẫn đi trong bình an, có ánh sáng hân hoan ngập tràn. Covers half of my ways. Long road ahead, always come with changes. Don't know what's waiting, sorrow or happiness. Ooh. Every day, every moment of our lives, when storm arrives, don't shake, just follow His way. Pray for His light, lead us into His grace, lead us into His faith, show us His love is true.